Câu chuyện cổ tích nào cũng cần có một cái tên, và điều kỳ diệu tại Bernabeu là cái tên ngắn gọn đủ đẹp và Liverpool có thể mong nó xảy ra. Tất nhiên sức ép và không khí ở đây là thứ mà họ sẽ phải trải qua. Một câu chuyện mà việc giành chiến thắng đã rơi vào hàng bất khả thi, chứ chưa nói tới việc ghi 3 bàn cách biệt vào lưới đối phương. Muốn như vậy, Liverpool phải thực hiện hóa những điều bắt buộc đầu tiên, đó là tấn công ghi bàn và không thể thủng lưới. Họ phải nắm thế kiểm soát trận cầu này, hoặc không thì đây là 90 phút còn lại, họ có thể tận hưởng cảm giác cúp châu Âu ở mùa giải này. Real Madrid tất nhiên không có gì phải sợ. Sân nhà, dẫn trước 3 bàn và đối thủ là bại tướng của mình nhiều lần. Họ đã tuyên bố về một trận đấu mở. Ancelotti vô cùng tự tin về những cậu học trò của mình. Và mọi thứ diễn ra đúng như thế khi cả hai nhập cuộc vô cùng chủ động. Nhưng trong một khoảnh khắc, Liverpool tưởng chừng đã có một cơ hội sớm. Rudiger đã thiếu tập trung và đón sai điểm rơi của đường truyền. Và Salah với tốc độ siêu thanh của mình đã lao xuống rất nhanh để giành lấy và truyền bóng cho Nunes. Cú sút của tiền đạo người Uruguay đã được tung ra, nhưng chân của Courtois đã cản phá nó thành công. Nếu đó là một bàn thắng, chúng ta sẽ thấy được điều quen thuộc thường xuất hiện trong những cuộc lội ngược dòng kinh điển của Liverpool, đó là món quà sớm từ đối thủ của họ. Nhưng khi cơ hội của Liverpool trôi qua, Real Madrid lập tức phản hồi tín hiệu, vòng cấm của họ bị đe dọa bởi Benzema. Nhưng may là anh đã không có bóng ở tư thế tốt nhất trong tình huống này. Đội bóng hoàng gia cho thấy mọi thứ giống như lời họ nói, dồn ép đội khách vì họ biết chỉ cần một bàn thắng ngay lúc này. Mọi thứ cũng giống như một kết thúc với những cầu thủ áo đỏ, và cú sút của Kroos hướng thẳng về Alisson là một trong những điều ấy. Thậm chí đã có lúc Real Madrid tưởng chừng đã có bàn. Đường truyền vào của Rudiger và pha băng lên của Vinicius để dứt điểm đều đúng nhịp, và chỉ cần một chút hiểm hóc nữa là họ đã có thể ăn mừng cùng khán giả nhà. Tuy nhiên Alisson đã hoàn toàn xuất sắc ở khoảnh khắc này. Liverpool bắt đầu hiểu về sự bất khả thi trong nhiệm vụ siêu khó của mình, nhưng họ vẫn phải tiếp tục làm tất cả trước khi không thể làm gì được nữa. Những khoảnh khắc vẫn đến, nhưng đây cũng không phải là ngày mà những cầu thủ tấn công của Liverpool có cảm giác tốt nhất để hiện thực hóa những cơ hội mà họ tạo ra. Jota đã không có cú sút hoàn hảo cho mình dù ở vị trí vô cùng thuận lợi, và cứ hễ Liverpool tấn công, Real Madrid sẽ đáp trả ngay sau đó. Khoảnh khắc này đây đã suýt kết thúc niềm hy vọng của họ. Đó là khi Camavinga nhận thấy khoảng trống và quyết định thực hiện một cú sút xa, và những đầu ngón tay của Alisson cùng sáng ngang khung thành đã ngăn một siêu phẩm ra đời ở đêm này. The Kop cũng không thể ngăn cản mọi mối đe dọa của Real Madrid. Nhưng cú sút xa của họ vẫn quá nguy hiểm. Hết Camavinga thì đến Luka Modric có bóng đi sượt khung thành trong một chút tiếc nuối của tiền vệ người Croatia. Thời gian đã trôi đáng kể, nhưng Liverpool vẫn không thể tìm được đường đưa bóng vào khung thành của Courtois. Hàng công của họ hôm nay không phải là một hàng công quá sắc bén, một hàng công đủ để tạo nên sự kỳ diệu, dù sự cố gắng là rất đáng để ghi nhận. Nhưng nó chỉ đơn giản là không đủ để giúp cho đội bóng nước Anh hy vọng, từ Darwin Núñez cho tới Cody Gakpo. Chưa kể là Courtois đang có một ngày thực sự tỏa sáng trong khung gỗ của Real. Anh thi đấu như thể trận chung kết năm ngoái, đối diện với những cú dứt điểm và để lại sự tiếc nuối trên những khuôn mặt chàng trai của lữ đoàn đỏ. Đó là cách hiệp 1 đã diễn ra, bảng tỷ số tại Bernabeu không thay đổi. Hy vọng của Liverpool thì giảm đi một nửa. Họ còn 45 phút cuối cùng ở hiệp 2. Có thể thực tế hơn là hướng tới một cái kết đẹp trước khi kết thúc câu chuyện tại Champions League năm nay. Real Madrid khó là một con mồi để tin vào những chuyện điên rồ kiểu như thế này. Real Madrid hiểu rõ họ cũng không cần phải cố gắng làm gì nữa. Không cần một bàn thắng. Hy vọng của Liverpool đã dần đến bờ vực theo thời gian. Thậm chí nó suýt bị dập tắt ở đầu hiệp 2. Khi một sai lầm của Robertson đã giúp Van Verde có cơ hội đối mặt với Alisson Becker. Nhưng may là một lần nữa, thủ thành người Brazil lại chiến thắng và cũng cản phá nốt cú đá tiếp theo của Karim Benzema. Liverpool buộc phải thay đổi phương án tấn công để đảm bảo cường độ của họ. Elliot và Firmino vào thay Jota và Nunes. Nhưng mọi thứ cũng không khả quan hơn là mấy, thậm chí cơ hội vẫn thuộc về đội chủ nhà. Đó là khi Alexander Arnold tiếp tục cho thấy sự non nớt trước Luka Modric, người đã tâng bóng để loại bỏ anh trước khi thực hiện cú tạt bóng vào trong, nơi Van Verde có pha đánh đầu đưa bóng đi vọt sang ngang. Và người ta cũng bắt đầu cảm thấy Liverpool đã chấp nhận sự thất bại của họ. Khi một nửa thời gian của hiệp 2 trôi qua, hàng phòng ngự của Real Madrid trong trận đấu này vẫn thật vững vàng. Họ không để Salah và những đồng đội của anh có cơ hội ăn mừng một lần nào. Thậm chí việc Real Madrid mãi chưa có bàn thắng mới là vấn đề, khi Benzema vẫn không thể đưa bóng vào lưới ở một tình huống như thế này. Nhưng rồi anh cũng có một cơ hội dễ hơn hoàn toàn để có thể làm điều đó. Vinicius đã sút hụt và ngã xuống, nhưng vẫn kịp thực hiện pha chuyền bóng sang bên cạnh cho Benzema, người hoàn toàn chỉ đối mặt với khung thành trống trước khi ghi bàn thắng dễ dàng. Đó không còn là bàn thắng chấm dứt hy vọng của Liverpool nữa,
mọi thứ vốn đã kết thúc từ khá lâu rồi, mà đó là bàn thắng khẳng định sức mạnh của Real Madrid, thứ sức mạnh vượt trội hơn cả niềm tin hay sự khát khao của những đội bóng khác, bởi vì đơn giản họ không phải là vua của xứ này. Đó là lúc mà Liverpool cũng chẳng buồn làm gì nữa, tất nhiên quyết định ấy cũng là điều hợp lý nhất có thể. Và trận đấu cứ trôi đi đến những phút cuối cùng, cho tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên và bảng tỷ số hiển thị là 1-0. Benzema ghi tên lên nó. Lại là một ngày bình thường của bóng đá, một ngày mà Real Madrid lại thắng lợi trước Liverpool. Cũng là để kết thúc câu chuyện của vòng 1-8, kẻ mạnh bước tiếp và để lại lời chào với kẻ yếu. Hãy tưởng tượng, trong hiệp 2 Real Madrid tung ra 9 cú sút, trong khi với Liverpool chỉ là 1. Bạn đã hiểu mọi thứ trở nên bế tắc như thế nào với đội bóng của Klopp. Không có bất kỳ một phương hướng nào, vì thế những gì xảy ra đơn giản là thứ phải xảy ra thôi. Sự khác biệt giữa hai đội bóng này vẫn thực sự quá lớn. Cuộc chơi dừng lại với Liverpool và những gì còn lại trong mùa giải của mình chỉ là cố gắng để có thể xuất hiện tại đây vào năm sau. Còn Real Madrid hiên ngang đi tiếp và sẽ lại là ông kẹ khiến bất kỳ một đối thủ nào cũng phải e dè. Không có quá nhiều điều để nói về trận cầu này, đây thậm chí còn không phải là thứ bóng đá tốt nhất của Real Madrid và với Liverpool cũng vậy. Vì thế, nếu Jurgen Klopp đã đặt lịch tại Istanbul thì có lẽ nó dành cho một kỳ nghỉ thì đúng hơn. Real Madrid một lần nữa lại là khắc tinh của đội bóng thành phố cảng. 3 năm liên tiếp giấc mơ chạm tay vào cúp bạc của họ đều bị ngăn chặn bởi đội bóng này. Mối nợ một chiều lại càng trở nên sâu sắc, nhưng chẳng biết khi nào nó mới có thể diễn ra theo chiều hướng mong muốn của đại diện xứ sở sương mù. Và Real Madrid hiên ngang vẫn là đại diện duy nhất của La Liga tiến vào vòng trong. Ancelotti tiếp tục cân bằng thành tích 13 lần vào tứ kết cùng Pep Guardiola. Lần này ông sẽ có cơ hội chạm mặt với hai đồng nghiệp người Ý khác của mình là Luciano Spalletti và Simone Inzaghi ở tứ kết. Chúng ta đều thấy Champions League họ vẫn là một sự khác biệt lớn. Từ chất lượng phòng ngự được cải thiện đáng kể với Nacho, cho tới bộ ba gây khó khăn cho đối thủ cả trận là Camavinga, Toni Kroos và Luka Modric. Thứ bóng đá của họ ở đây tốt hơn hẳn ở La Liga và trong khi chiếc cúp quốc nội có vẻ ngày càng xa tầm với. Đây sẽ là đấu trường khẳng định sức mạnh của Los Blancos một lần nữa. Chào tạm biệt Liverpool cùng những giấc mơ đẹp đẽ. Nhưng đây là hiện thực tàn khốc và sức mạnh của một vị đế vương.